Xin chào tất cả các bạn. Cái video này tôi sẽ dịch một cái video của ở trên YouTube nhé. Đầu tiên nếu mà muốn dùng FSTP thì chúng ta phải cài đặt nó nhé. Bởi vì và chúng ta dùng cái này để làm gì? Để chúng ta edit những cái file trực tiếp ở trên server. Bởi vì nhiều khi chúng ta ở trên server rất rất khó edit, và bây giờ muốn làm nó thì muốn install thì bạn và bạn đã tôi giả thiết bạn đã cài được SSTP nhé. Đấy, đây là cái plugin ở đây này, các bạn cài install bằng mình đã có cái package manager thì chúng ta cài rất dễ, chỉ trong một nháy mắt thôi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm việc như thế nào với cái SFTP nhé. Và tôi vẫn thường sử dụng cái này để mà edit các cái file ở trên server hàng ngày, và cái này rất tuyệt vời. Bạn ấn Ctrl CP và các bạn ấn vào cái browser này nhé, hoặc là và đợi trước trước khi bạn có thể đây bạn ấn vào đó thì nó sẽ bảo là add new server nhé, thì bạn ấn vào đó và bạn sẽ tạo ra một cái server mới. Add new server thì nó mở ra cái màn hình như thế này, bạn khai báo các cái thông số vào đây, thí dụ như host là cái gì và username password của các bạn, và bạn mở khóa hai cái này ra nhé. Cái cổng này các bạn phải chú ý, và những cái thông tin này các bạn phải có từ trên server người ta thông báo cho các bạn. Bạn phải nhớ cả cái port này nữa này. Nếu mà không cái cổng này mà các bạn mà không bình thường nó để 22, nhưng mà có thể những cái trên các cái host người ta để cái cổng khác thì bạn phải có nó. Ví dụ như là host như thế này và username password như thế này nhé. Và bạn sẽ lưu nó vào say chẳng hạn Scott chẳng hạn. Và có thể bạn sẽ phải dùng cái này để thử với FTP và SFTP đều như vậy cả. Các bạn ấn vào đây và các bạn ấn vào Scott và để chọn cái file cấu hình, và các bạn đã được kết nối với server rồi đây này. Nhìn thấy không? Đây là tất cả các cái folder ở trên server đây. Các bạn có thể chọn vào cái HTTP doc chẳng hạn. Các bạn có thể mở ra và tìm đến cái file nào của các bạn ở trên đó, và các bạn có thể chọn edit. Ở đây các bạn có thể chọn edit. Và như thế là nó đã tải về đây nhé. Và khi các bạn đã sửa chữa xong thì các bạn đến Ctrl S để bạn lưu. Khi các bạn lưu vào thì nó sẽ hỏi các bạn có up ngược lại lên server không nhé. Và như vậy là chúng ta sẽ có làm việc với server một cách rất thuận tiện với tất cả các cái phương tiện của SupplyTech, và chúng ta làm ở trên server một cách trực tiếp và rất dễ dàng. Chúng ta làm ở dưới xong chúng ta upload một cách dễ dàng lên server. Ok.